Rồi, đầu tiên xin chào tất cả các anh em cần thủ đam mê cá tầm tổ quốc. Hôm nay tục lên ra một clip gồm 13 cây câu anh em. 13 cây câu này 13 cây câu cắm gốc hàng cho anh em đánh tái hoặc anh em đánh xin gì. Rồi, đếm vô cụ thể từng cây cho anh em xem. Em bán hàng cho anh em kiểm tra hàng trước thanh toán nha. Lỗi không clip em lên á thì sang lại. Rồi, cảm ơn anh em. Thứ nhất tham khảo. Thì cây thứ nhất em lên cho người một cây máy ngang nha mọi người. Cây máy ngang cắm gốc hàng đánh xin gì biển. Đó, cho anh em đánh máy ngang, máy điện. Thì bát là bát Fuji tam hoàng. Cây này là một cây cặn của Olympic hàng Mamisa nha mọi người. Đây đó. Olympic tam hoàng Mamisa. Thì cây này hàng của China xuất Nhật nha anh em. Đó, hàng của China xuất Nhật. Máy ngang bát Fuji tam hoàng đó. Cắm gốc. Thì cây này sử dụng bộ phen là một phen xít nha anh em. Bộ phen xít phen ok hết nha anh em. Đó, đẹp đẽ sạch sẽ nha. Nguyên bộ phân xít luôn. Thì cái này dài 2m1 nha em. Dài 2m1. Ngoại hình tương đối mới. Đây tổng số này. Thì cái này dài 2m1, nặng là 250g. Đọt là 2.7 ly. Cái đọt của này thu gọn là 1m68 nha em. Dài 1m68. Thì cái này tải mồi từ 28g đến 84g. Đó, đánh dây bè từ 0.8 đến 25 nha anh em. Đánh bè 0.8 đến 25. Phen chỉ thì ok hết nha, không lỗi lầm. Bu là bu môi trời, bu xít luôn. Đó, hàng nguyên zin nguyên kiện nha anh em. Đó. Rồi, cây số 1 giá công khai là 1.4 triệu nha anh em. 1.4 triệu cây số 1. Tiếp theo cây số 2. Cây số 2 em lên cho người một cây nội địa nha mọi người. Cây này cây nội địa Sepen. Đó. Thì cái này là một cây cần Wally Hill hàng nội địa, bát là bát Fuji tam hoàng, cần máy ngang nha anh em, cần máy ngang. Phen vẫn là phen Fuji Sheet nha anh em, phen Fuji Sheet. Keo chỉ ok hết nha mọi người. Quay thì em chịu khó quay keo chỉ cho anh em xem. Cần ok hết, không lỗi lầm nha. Thì cái này dài 2m1 nha anh em, dài 2m1 Wally Hill. Đây. Đó. Mọi người, dài 21 độ cứng M. Thì em test cây này nó tải ra tầm khoảng 200g nha mọi người. Đó, 200g. Cái này về cho anh em đánh máy điện nha. Máy điện câu xin si biển, câu đáy. Thì cái này nặng là 360g. Đọt 2.8 ly. Dài 2m1. Thì cái đọt nó thu gọn là 1m51 nha mọi người. Đó, rồi, cây số 2 giá công khai là 1.4 triệu nha. 1.4 triệu cây số 2. Tại cái này nó không có thông số trên căn nên em không đọc. Phen thì bao ok nhé. Tiếp theo cây số 3. Cây số 3 em lên cho mọi người là một cây cần Shimano. Thì cây Shimano là một cây Shimano cắm gốc, cứng 120, dài 1m5. Đó. Cứng 120, dài 1m5. Cái này về cho anh em đánh trên ghe, trên bè, trên thuyền. Phen là phen Fuji, lõi xám nha mọi người. Fuji lõi xám. Chứ không phải là xít. Đây mọi người, đó. Fuji lõi xám. Chất liệu là chất liệu carbon, đọt tháp trên đây là đọt tháp xịt tinh nha nè. Tăng độ cứng cho cây cần lên với độ nảy chứ không phải là nó cứng đơ thôi nha mọi người. Đây đó. Thì cái này hàng của Korea xuất Nhật nha nè, mã code đầy đủ bát là bát Fuji Shimano bát từ cao. Thì cái này nặng là 240g, đọt là 2.3 ly. Rồi cái số 3 giá công khai là 800 nha nè, 800 cộng ship. Thì khen chỗ này đi, nó bị rỉ một tí nhưng mà bao anh em chắc chắn nha, rất là chắc luôn. Đó. Nè. Keo mấy trên đây cũng rất là ok nha. Đó. Bao đánh bao chắc nha. Rồi, cây số 3 giá là 3, giá là 800 cộng ship nha. Tiếp theo cây số 4. Cây số 4 em lên cho người vẫn một cây cần cắm gốc hàng cho anh em đánh đáy, đánh trên ghe, trên bè, trên thuyền. Thì cái em lên cho người là một cây cần của Alpha Taco. Mọi người, Alpha Taco. Bát là bát Alpha Taco. Thì cái này chỗ này nó có miếng cao su á nè, nó bị men nhật cắt nè, nó giờ em quấn chỉ lại đó, chưa đi keo nha. Đó, rất là chắc nha nè, cái này nguyên cây nha. Đây nè, cái đọt nó đây đó. Thì cây này dài 2m3 nha em, dài 2m3, cứng là 120. Hàng Alpha Taco, cái này của hàng China xuất Nhật nha em. China xuất Nhật. Thì phen là phen Fuji Sheet. Đó, phen là phen Fuji Sheet. Carbon là carbon sắn găng guốc nè anh em có thấy. Cây này về cho anh em cạo cá nha anh em, cạo cá đánh biển.
Đó. Đây, sáng gân gút nha. Đó. Sáng tiếp luôn nè. Đó, anh em có thấy trong clip thấy đây, chỗ này nó chốc sơn một tí nè. Đó. Càng xa thì báo anh em vậy. Dạng bu chống sắn luôn nha mọi người, bu chống sắn, bu rồi cao luôn, bu xi nha. Đó. Càng sắn tiếp luôn. Đó. Cái này có nó vẫn có cái độ dịu nhất định của nó nha anh em, chứ nó không phải là cứng đơ. Đó. Thì cái này nặng là 430 g, đọt là 2.9 ly. Rồi, giá công khai cây này là 1.4 triệu nha anh em, 1.4 triệu. Để em... cái đọt của cây này nó thu gọn là 1.9 m nha anh em, 1.9 m. Khá là cồng kềnh. Tiếp theo cây số 5. Cây số 5 lên cho người một cây hàng thương hiệu của Mỹ. Thì cây này một cây ức ly nha anh em, ức ly. Đó. Anh em câu bông lao thôi anh em. Mấy năm trước đó, thương hiệu này rất là nổi tiếng luôn, hàng ức ly, hàng thương hiệu của Mỹ. Thì cái này tải mát là tải là 12 lb, ha, cứng chắc hay, dài 2.4 m như này, dài 2.4 m. Thì cái này vẫn là một cây cần cắm gốc như này, gốc nó đây ha. Spend nha mọi người. Đó. Cli, gốc còn rất là mới nha anh em. Bát là bát Pussy tem hoàng. Đó. Thì em đọc con số trước cho. Cây này dài 2.4 m, nặng là 460 g, đọt là 3.2 ly. Đó, đọt là 3.1 ly nha nè, đọt là 3.1 ly. Thu gọn chiều dài đọt của nó là 2.05 m nha nè, 2.05 m. Thì cái này vẫn cho anh em câu máy điện, câu ghe trên bè, trên thuyền nha. Đó, anh em có thể cục tra thoải mái. Dạng cái này nó cứng, nó chảy dài ra tầm khoảng 80 đến 120 nha nè. Nó vẫn có độ dịu nhất định của cần. Keo chỉ phen ok hết. Cần này thì phen Fuji loại xám nha mọi người. Đó, Fuji. Phen thì rất là đẹp này. Đó. Không lỗi lầm gì hết. Dạng bu là bu Fuji chống sẵn nha nè, bu xít nha. Đó. Ăn tiện cái bu này nè. Tất cả phen thì ok hết, không lỗi. Cần này thì nguyên zin nha nè, bao độ chế luôn. Đó. Thì vẫn có độ nảy nha mọi người. Cần này rất là nảy luôn. Rồi, giá công khai cây số 5, giá là 1.4 triệu. Tiếp theo cây số 6. Thì cây số 8 lên cho mọi người một cây hàng của Alpha Taco. Đó, hàng Alpha Taco. Thì cây này dài 2.4 m nha anh em, dài 2.4 m. Đó. Chất liệu là liệu carbon. Thì cây này độ cứng đó, nó tải mồi ra từ 40 đến 100 nha mọi người. Đó. Để dịch cái này xem. Cây này tải từ 40 đến 100 g nha. Đó. Đây, đó. Hàng của Alpha Taco. Phen là phen K, dạng phen 5 nha anh em. Phen xít nha, rất là đẹp luôn. Chạy dài tới ngọn luôn. Là ngọn tháp nha nè, ngọn tháp. Đó. Rất là dịu luôn. Đó. Cái này đánh cảm giác, đánh gì được nè. Phen cực kỳ dày nha nè. Đó. Bù bù trống sắn. Dạng cắm gốc nha nè, dạng cắm gốc. Ngoại hình rất là mới luôn. Đó. Thì bát đây. Đó. Thì cái này nặng là 230 g, dài là 2.4 m. Cái đọt của nó không là dài 1.8 m. Thì đọt là 2.2 nha anh em. Rồi, giá công khai là 1.4 triệu cộng ship nha. Cây số 6. Tiếp theo cây số 7. Thì cây số 7 lên cho người quẳng một cây hàng của Alpha Taco. Bát là bát Pussy Alpha Taco, hàng cắm gốc. Thì cái này số bộ phen là bộ phen nằm súng như này, phen nằm súng rất là đẹp luôn. Phen dẫn ở trên cũng rất là ok luôn nha mọi người. Đây, bù chống sắn. Thì cây này cứng 120 nha anh em, cứng 120, dài 1.8 m, hàng của hàng China xuất Nhật nha. Đó. Keo chỉ ok hết, tem hoàng. Thì bát là bát Fuji. Thì cái này nặng là 330 g, đọt là 1.7 ly. Đọt ly 7 nha nè. Đó. Nặng cứng là 120, dài 1.8 m. Rồi, giá công khai cây số 7, giá là 1.6 triệu nha nè, 1.6 triệu. Phen thì ok hết nha nè, không lỗi lầm hết, hàng nguyên zin nha. Đó, anh em về kiểm tra thoải mái, cứ không giống clip thì trả về. Đó. Tiếp theo là cây số 8.
cây số 8 nên ra cho người là một cây cần của hàng Gomez cho anh em. Đó. Thì cây này hàng của China xuất Nhật nha anh em, hàng China xuất Nhật, hàng cắm gốc, hàng đánh zin si, bát là bát hãng, phen là phen hãng nha mọi người, bát là bát hãng, phen là phen hãng, chất liệu liều carbon nè, Gomez đây, đó, thông số đây zin si nha anh em. Cây này dài 1m8, nó tải mát được 180g nhắc. Dây bè là dây bè 1.5 nha anh em, đó, dây bè 1.5, chất liệu carbon nha nè, carbon sắn rất là đẹp luôn. Phen này phen hãng, phen hãng nha mọi người, phen hãng, phen hãng nhưng nhìn rất là ok nha mọi người. Thì cái này nặng là 200g anh em, đọt 2 ly rồi, giá công khai cái số 8 giá là 900 nha mọi người, 900 cái số 8 nhìn cực kỳ ok nhé. Tiếp theo cây số 7, cây số 8 giá 900. Tiếp theo là cây số 9. Thì cây số 9 em đang cho người một cây cần của Ryobi. Đó. Thì cây này số bộ phen là bộ phen K, chân cao. Phen xít cho anh em. Cây này về cho anh em đánh xin xi. Chủ điện thôi, đánh khơi mọi người, chủ điện. Số bộ phen là bộ phen xít, bu là bu chống sắn nha anh em, bu xít chống sắn. Phen còn rất là đẹp luôn nha anh em. Phen đẹp hết chê luôn á, hết tứ chấm luôn. Dạng cắm gốc lỡ nha anh em, dạng cắm gốc lỡ nè, Ryobi. Thì đây thông số của nó đây mọi người. Thì cái này dài 1m8 nha anh em, dài 1m8, nó tải mồi từ 10 đến 50g, tải dây từ 8 đến 16 lb. Mã có đầy đủ. Mát rắc của nó là 4kg nha anh em. Mát rắc 4kg, hàng của Korea xuất Nhật, chất liệu carbon. Phen là phen Fuji Gold. Bát là bát Fuji Gold, phen là phen Fuji Sheet nha anh em, phen Fuji Sheet, phen chân cao. 30 Fuji. Phen rất là đẹp luôn, ngoại hình còn rất là ok. Cái này nặng là 145g, đọt là 1.8. Đọt 1.7 nha anh em, đọt 1.7. Rồi, giá công khai cây số 9 giá là 1.7 nha. Tiếp theo cây số 10. Thì cây số 10 em lên cho mọi người là một cây cần của Golden Match. Đây mọi người, một cây Golden Match. Thì cây này một cây cắm gốc, hàng của China xuất Nhật. Đó, đây nè. Hàng của ai thì em báo. Thì cây này cũng khá là thương hiệu, em sợ trên mạng á, cây này gờ tầm khoảng 3.8, 3.9. Đó. Đây mọi người, cây này em lấy từ trường Nhật về nhá. Đó. Chất liệu là carbon, phen là phen Fusica. Đó. Rất là đẹp nha anh em. Cây này câu dư si biển nha mọi người. Bù bù trống sắn đây. Đó. Carbon nha anh em. Cây này đánh rất là ok luôn. Thì cái này nặng là 235g, dài 1m8. Cái đọt của nó không có thu gọn là 1m35 nha anh em. Đó. Đọt là 2.8. Cây này tải mồi từ 84g đến 120g, 112g nha anh em. Tải bè từ bè số 2 đến bè số 3. Đó. Rồi, cây số 10 giá là 1.8 nha anh em, 1.8 cho cây số 10. Anh em. Thông số đây, rất là rõ ràng. Đó. 3 OZ, 4 OZ. Chất liệu carbon sắn. Rồi, để em qua bên đây, ba cây cuối cùng. Ba cây hàng nội địa. Tiếp theo cây số 11. Đó. Cây số 11 bên bên cho người là một cây cần của Daiko, một cây cần nội địa nha anh em. Đó, hàng nội địa, hàng Daiko. Bát là bát Fuji Gold. Đó. Thì cái này nặng là 240g, dài 2m1, đọt nó không là thu gọn là 1m63 nha mọi người. Đó, đọt là 1m63. Đọt là 2.6 nha, 2.6 góc lên nè. Fuji nha, phen là phen Fuji chân cao. Đó. Dạng phen đánh biển á, dạng đánh bạo lực nha nè, rất là ngầu luôn. Chất liệu là liều carbon, hàng Daiko này quá nổi tiếng rồi. Đó.
cần thì ngoại hình nó có xuất sắc anh em đó. Fan Fuji đề 3 đây đó, 30-20 rất là ngầu nha nè. Thì cái này dài 2m1 nha. À, nó tải mồi tải là từ 10 đến 12 lb. À, đánh gì á, tải mát là 40 g nha anh em. Đó. Nhấc bổng là 4 kg. Tải mồi thường là từ 15 đến 50 g nha anh em. Đó, đây cô hàng nội địa. Fan chỉ cái này thì ok hết nha anh em, không lỗi lầm gì hết. Đó. Dàn fan đi cũng rất là ngầu luôn nè. Ngầu hết nước chấm luôn, rất là ok. Test cho anh em luôn đó. Rồi cây số 11 giá công khai là 2,2 triệu anh em, hàng nội địa. Tiếp theo cây số 12 đó. Thì cây số 12 em đang cho người là một cây rất là thương hiệu luôn, một cây thương hiệu của UFM, một thương hiệu của Mỹ nha anh em. Đó, dòng này anh em đánh đáy rất là thích luôn, phôi nó cực kỳ chuẩn, phôi chuẩn, nó phen nó gồ, nó phen nó rất là ok luôn. Thì bát cái này là bát Fuji anh em, bát Fuji gòn đây, nó bị muối ăn bị oxy hóa mọi người đó. Nhưng mà còn rất là chắc nha anh em, không ảnh hưởng gì hết, anh em chịu khó về vệ sinh giúp em là ok đó. Kintsu FM rất là mới nha anh em. Fan này fan sheet gòn nha anh em, fan sheet gòn phèn xích gòn phèn bấm nha nè, phèn xích gòn phèn bấm rất là đẹp luôn. Dạng này đánh đáy nha nè, đánh đáy đến CC biển, dạng cầu bạo lực, keo chỉ ok cho nha nè, không lỗi lầm, đó, hàng nguyên zin nhá. Thì cái này nặng là, thì cái này dài là 2m4 nha anh em, dài 2m4, đọt của nó không á là 1m9 nha anh em, 1m9, đọt là 3 ly. Thì cái này tải mồi từ 21g đến 84g, tải dây từ 30 đến, tải dây mát là 30 lb nha anh em. Rồi, cây số 12 giá là 2,5 triệu, để em cần cái này. Cái này nặng là 310g nha anh em, nặng 310g. Đó, cái này, tải mát là 30 lb nha, đó, tầm khoảng 15kg. Lai á, dày á, rất là ok nha nè, thôi cây này rất là chuẩn luôn. Khoan này khỏi chơi à, khoan nhìn cực kỳ ngầu rồi, đó. Rồi, giá công khai cây số 12, giá là 2,5 triệu. Tiếp theo cây cuối cùng, cây số 13. Thì cây số 13 em đang trong người là một cây cần đánh bạo lực nha nè, đó, dạng đánh bạo lực cần của hàng Smith. Đúng rồi, Smith. Bát là bát Fuji, fan là fan Fuji, fan Fuji rất là bự luôn, fan này fan 40 nha nè, Fuji 40 đây mọi người. Dạng fan bóm nha nè, fan bóm ngầu như trái bầu luôn á. Thì cái này dài á là 1m86 nha nè, dài 1m86, đọt là 3 ly 7, nặng là 100, nặng là 316g. Cái này tải mát là 210g nha anh em, tải mát là 210g. Đánh bè bè số 5 bè 6. Đó. Cái này quá trời bạo lực luôn á, đánh bè số 5 bè 6. Đây mọi người, đó. Tải mát là 210g. Cái này rắc của nó là 9,5 kg nha anh em, rắc 9,5 kg. Lai từ 25 đến 35 lb nha mọi người. Thì đây nè, cái này đây, fan cái đầu bu của nó bị chốc vô nha mọi người. Đó, em không biết đợi luôn, để nguyên zin. Thì cái này em cũng đo lại rồi, nó vẫn đủ mét nha nè, chuẩn đủ mét cho anh em luôn. Em đo nó ra là 1m9 á, 1m9 thì theo độ hao hụt này nó học vô đây thì nó chuẩn ra 1m86 cho anh em luôn. Đó, nguyên zin nha anh em. Đó, hàng bao đến đầu lực nha. Rồi, giá công khai cây số 13, cây cuối cùng là 2,5 triệu nha anh em, 2,5 triệu. Rồi, đó tổng cộng là 13 cây cần em lên cho anh em hôm nay. Nếu anh em ưng cái nào chốt đem lại số điện thoại tự động liên hệ với anh em nhé. Rồi, cảm ơn anh em.